Thời điểm này thì ngành nông nghiệp Việt Nam vào cao điểm xuất khẩu ra vụ đông. Đây là lợi thế đặc biệt khi mà các nước đối tác nhập khẩu thiếu nguồn nguyên liệu vào mùa đông, nhất là các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi giá rét. Lượng đơn hàng dồi dào ngay từ những ngày đầu năm, nhưng cũng có những thách thức khi mà thị trường Trung Quốc mở cửa vừa mang đến cơ hội, vừa tạo ra áp lực cạnh tranh giữa những mặt hàng cùng loại. Trên cánh đồng, nông dân hối hả thu hoạch cà rốt. Còn trong nhà máy, công nhân tăng ca liên tục để đáp ứng lượng đơn hàng lên tới hàng trăm tấn mỗi ngày. Hàng lượng đến ngày tầm trăm tấn một ngày và xuất đi tầm 50-60 tấn. Và chúng tôi vào kho bảo quản thì mới đi được. Đi các nước là Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Lào và Dubai. Trong những ngày đầu xuân này, giá cả cà rốt bắt đầu tăng so với trước Tết. Thì hiện nay là bình quân nhân dân chúng tôi đang bán ở ngoài ruộng với là 8 đến 10 triệu đồng trên một sào. Ngay từ những ngày đầu năm nay, nông sản qua chế biến cũng dồi dào đơn hàng, đặc biệt là những sản phẩm chế biến từ lương thực, thực phẩm. Xuất khẩu đi sản phẩm được hơn 35 quốc gia trên thế giới, thì trong đó có một số thị trường lớn như là Nhật, Hàn Quốc, Mỹ và Úc. Thì các sản phẩm được xuất khẩu thì cũng rất là đa dạng, ví dụ như là mì ăn liền, phở, hủ tiếu, bún và miến. Thị trường khởi sắc ngay từ đầu năm, nhưng những thách thức cũng đã hiện hữu khi mà thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại đúng thời điểm này. Nguồn cung một số mặt hàng cùng chủng loại tăng lên, sự cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Hoạt động giao thương của Trung Quốc thì đã với cả thế giới thì đã hoạt động trở lại, cho nên là thương lái của tỉnh Hải Dương cũng như là của Việt Nam chúng ta đang phải cạnh tranh đối với thương lái Trung Quốc, bởi vì họ có thể tự do đi lại và kết nối lại các cái hoạt động thương mại. Đối với mặt hàng nông sản thì trước hết là mình phải tự làm tốt cái sản phẩm của mình, làm tốt cái khâu sản xuất sơ chế để có một sản phẩm đảm bảo không chỉ đáp ứng thị trường Trung Quốc mà các thị trường khác, thì lúc đấy cũng không ngại gì vấn đề cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc hay bất cứ một quốc gia nào. Mặt hàng có thế lợi nhất ở thời điểm này là rau, củ quả vụ đông. Bởi khi mà các nước nhập khẩu đối mặt với giá rét, thì các loại rau củ của Việt Nam như cà rốt, hành tây, khoai tây, cải bắp vẫn phát triển tốt. Do đó, dù có phải cạnh tranh thì cơ hội xuất khẩu vẫn rất rộng mở. Hiện nay Hàn Quốc đang nhập từ Trung Quốc mỗi năm 8.000 container cà rốt, nhưng nhập từ Việt Nam chỉ vài trăm container. Nhưng nhu cầu tiêu thụ cà rốt ở thị trường Hàn Quốc vẫn rất lớn, nếu người nông dân Việt Nam trồng nhiều cà rốt chất lượng tốt thì vẫn sẽ có thể xuất khẩu sang Hàn Quốc được nhiều hơn. Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy xây dựng vùng nguyên liệu tại Việt Nam, bao gồm nhiều loại rau quả mà khí hậu Hàn Quốc không thuận lợi để phát triển. Thông tin này đã góp phần tạo khí thế lạc quan cho toàn ngành nông nghiệp ngay từ những ngày đầu năm và là cơ sở để xuất khẩu nông sản năm 2023 hướng đến mục tiêu 55 tỷ đô la.